Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hệ thống ngân hàng Việt Nam gặp khó khăn. Ngày 10 tháng 5, VOA tiếng Việt loan tin các ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với chi phí tăng sau khi lượng tiền gửi giảm mạnh. Theo đó, các ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với chi phí cao hơn khi họ tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm để thu hút khách hàng và cố gắng đảo ngược tình trạng tiền gửi hàng tháng sụt giảm trên toàn quốc lần đầu tiên trong hơn 2 năm. Theo VOA, đánh giá của giới chuyên gia về vấn đề này có thể được hiểu nôm na là do tình trạng sụt giảm tiền gửi tiết kiệm của người dân buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút khách hàng, do đó chi phí đầu vào của ngân hàng gia tăng, buộc họ phải tăng lãi suất cho vay đối với người dân và doanh nghiệp. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng người đi vay sẽ dè dặt hơn, vay ít hơn, nên tăng trưởng tín dụng sẽ không đạt chỉ tiêu của chính phủ và nền kinh tế tiếp tục ì ạch không thoát được trạng thái suy thoái hiện nay. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn tin từ Thông tấn xã Việt Nam và Truyền thông Nhà nước hôm 9 tháng 5 cho hay các ngân hàng vừa tăng lãi suất huy động trung bình lên tới 0,3 điểm phần trăm trong tuần đầu tiên của tháng 5. Công ty chứng khoán Mirae Asset cho biết gần đây hơn 10 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động. VOA dẫn dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 1 tháng 5, theo đó tiền gửi của các doanh nghiệp tại ngân hàng tính đến cuối tháng 1 giảm khoảng 2,4% so với cuối năm ngoái, xuống còn 6.670 triệu tỷ đồng, tương đương 262,29 tỷ USD. Đây là mức giảm hàng tháng đầu tiên trong hơn 2 năm qua. Cũng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của người dân giảm 0,5%, chỉ ở mức 6.500 triệu tỷ đồng. Điều này phải chăng là hệ quả của việc mất lòng tin của người dân vào hệ thống tài chính ngân hàng từ sau sự cố SCB? Và đây cũng là hậu quả của tình trạng nền kinh tế bị nhóm lợi ích ngân hàng thao túng suốt một thời gian dài. VOA cho biết, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 15% trong năm nay, nhưng các khoản cho vay của các ngân hàng tính đến cuối tháng 3 chỉ tăng 1,34% kể từ tháng 12 năm 2023. Tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thường tăng tốc vào nửa cuối năm khi nhu cầu tăng cao. Trong năm qua, vẫn theo VOA, người dân gửi tiền tiết kiệm đã chứng kiến nhiều đợt cắt giảm lãi suất khi các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro cao hơn và nợ xấu gia tăng do bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản. Hình ảnh người dân kéo tới ngân hàng SCB rút tiền hàng loạt sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Nhưng VOA nhận xét bức tranh đó đang dần thay đổi. Hôm 9 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TCB đã tăng lãi suất đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi thêm từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm. Động thái này đã nâng lãi suất tiền gửi ngân hàng lên thành 4,55% đến 4,95%. VOA dẫn lời một nhân viên ngân hàng TCB cho biết. VOA cũng dẫn lời ông Cấn Văn Lực, Cố vấn Chính phủ và Kinh tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, các ngân hàng đang tìm cách củng cố tiền gửi trước dự báo nhu cầu vay vốn tăng thường xuyên trong thời gian còn lại của năm. VOA tiếp tục dẫn lời ông Willy Tanoto, giám đốc cao cấp của công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, cho biết, việc tăng lãi suất tiền gửi của các ngân hàng địa phương phản ánh các điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn là sự gia tăng căng thẳng hệ thống. Áp lực tiền tệ và nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước đã thắt chặt thanh khoản, thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam đồng và USD trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng trong nước, ông nói trong một email gửi hãng tin quốc tế. VOA dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, tiến gần đến mức trần lạm phát 4,5% của ngân hàng nhà nước trong năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang gặp khó. Việt Nam luôn can thiệp thô bạo vào nền kinh tế, không thể đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế thị trường. Sau một thời gian phát triển nóng với mức tăng trưởng GDP luôn cao, ví dụ như mức tăng trưởng GDP năm 2022 là 8,02%, năm 2019 trước dịch là 7,02%, đến nay, kinh tế Việt Nam đang rơi vào một giai đoạn suy trầm, khủng hoảng kéo dài, chưa có lối thoát. Vì vậy, nhà cầm quyền Việt Nam rất cần sự công nhận của Mỹ và các nước phương Tây rằng Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, thể hiện qua một loạt các cuộc vận động ngoại giao của các quan chức cấp cao trong thời gian qua. Đơn cử tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam trong chuyến công du Mỹ của ông.
hay lời kêu gọi của Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có phải là nền kinh tế thị trường theo tiêu chuẩn của Mỹ và phương Tây hay không? Hình ảnh Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại cuộc gặp với Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25 tháng 3. Được biết, trang web của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ghi rõ, theo luật Hoa Kỳ, việc công nhận một nền kinh tế thị trường dựa trên quá trình phân tích 6 yếu tố như sau. Thứ nhất, mức độ đồng tiền của một nước có thể chuyển đổi thành tiền tệ của nước khác. Thứ hai, mức độ mà mức lương được xác định bằng sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý. Thứ ba, mức độ được phép liên doanh hoặc đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam. Thứ tư, mức độ chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát đối với tư liệu sản xuất. Thứ năm, mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá và sản lượng của doanh nghiệp. Thứ sáu, yếu tố khác mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho là cần phải điều tra thêm, ví dụ như sự hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp, mức độ minh bạch trong quản lý hay tham nhũng. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi chỉ phân tích yếu tố thứ năm, mức độ kiểm soát của chính phủ Việt Nam đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá và sản lượng của doanh nghiệp. Trước hết, cần nhắc lại Việt Nam tự nhận là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Điều này được ghi rõ trong nghị quyết đại hội thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh EVN, doanh nghiệp độc quyền về điện, luôn bù lỗ bằng cách tăng giá, một hình thức moi tiền từ túi dân. Từ quan điểm đó, chính phủ Việt Nam đã ưu tiên cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước thể hiện rõ trong việc phân bổ các nguồn lực, kể cả nguồn tài nguyên, tài chính và nhân lực. Điều này có thể thấy rõ nhất ở ngành năng lượng, ngành chi phối toàn bộ nền kinh tế. Theo đó, ngành điện được giao cho Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN độc quyền khai thác. Dầu khí được giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Hơn nữa, hiện nay các công ty do nhà nước sở hữu chiếm khoảng 30% GDP cả nước, một tỷ lệ cực lớn. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của đảng, hầu hết các tập đoàn con cưng của nhà nước này đều làm ăn thua lỗ, hài hước đến mức chỉ đào lên để bán như than khoáng sản Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mà cũng thua lỗ liên miên. Đến mức báo Người Lao Động ngày 17 tháng 2 năm 2023 phải thốt lên rằng đào than lên bán mà TKV nợ đến 74.000 tỷ, ai tin? Hay đến người nhà nước mà còn không tin, thì dân chúng tôi tin thế nào? Nhưng bất chấp việc hàng loạt tập đoàn nhà nước làm ăn bết bát, tham nhũng tràn lan, chính phủ Việt Nam vẫn không để cho bất kỳ một công ty, tập đoàn nào phá sản. Có lẽ họ cho rằng để cho những con cưng của họ, những quả đấm thép đã mục nát, phá sản là điều rất mất mặt, là điều xấu hổ nhục nhã chăng? Hay họ cảm thấy nếu để cho con cưng này phá sản thì sẽ mất đi vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước đối với nền kinh tế? Thế là nhà cầm quyền tìm cách cơ cấu lại, đem nợ bên này, đẩy qua bên kia, hoặc thậm chí là lấy tiền thuế của dân ra để bù lỗ. Hình ảnh con tàu rách Vinashin được một công ty nhà nước khác mua lại nợ cũng từ vốn nhà nước. Ví dụ khi cơ cấu lại các tập đoàn lớn đã bị rút cho rỗng ruột hoàn toàn như Vinashin hay Vinalize, nhà nước giao cho công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp DATC mua lại các khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đô la của các doanh nghiệp này. Nhưng thực chất DATC cũng là một công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Như vậy, tiền để DATC mua lại nợ thực chất là lấy từ tiền nhà nước, mà chính xác hơn là tiền thuế của dân. Mặt khác, giá hoặc khung giá một số mặt hàng do nhà nước quyết định, ví dụ như giá điện, giá xăng, giá viễn thông, chứ không theo quy luật cung cầu của thị trường. Có nghĩa là bàn tay của nhà nước đã can thiệp rất sâu vào nền kinh tế, chứ không phải chỉ điều tiết bằng chính sách và pháp luật. Ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan niệm và giải pháp phát triển đăng trên tạp chí Cộng sản ngày 20 tháng 1 năm 2007 cũng thừa nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật và bằng cả sức mạnh vật chất của lực lượng kinh tế nhà nước. Như vậy, chỉ riêng yếu tố mức độ kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế trong tổng số 6 yếu tố theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, thì nền kinh tế Việt Nam đã không đủ điều kiện để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam luôn can thiệp thô bạo vào nền kinh tế, không thể đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế thị trường.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d.